Như các bạn đã biết, Trung Quốc và Việt Nam xưa nay vẫn luôn đối đầu nhau qua những cuộc chiến tranh, mà chủ yếu là các cuộc xâm lăng từ phía ông hàng xóm tham lam phía Bắc. Dù cũng có đôi lần thất bại, nhưng Việt Nam cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng và giữ gìn độc lập đến tận ngày nay. Nếu các bạn chưa biết, thì những đất nước như Tây Tạng, Độc Quyết hay Turkestan của người Duy Ngô Nhĩ đều đã coi như mất nước hoàn toàn, không còn cơ hội phục quốc. Cũng chính nhờ Việt Nam hay Đại Việt đã ngoan cường và giành được độc lập tự chủ, nên nhiều nơi khác trên thế giới mới được yên bình và không bị sự dòm ngó từ Trung Quốc. Thế giới thực sự đã phải cảm ơn Việt Nam vì đã không rơi vào tay Trung Quốc. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao lại như vậy. Trong thời cổ đại, sau khi Đại Việt giành được tự chủ từ năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo, Việt Nam chính thức thoát khỏi sự đô hộ của phương Bắc. Nhờ đó, các nước láng giềng như Lan Sang, nay là Lào, Champa hay Chân Lạp, nay là Campuchia, cũng tránh được thảm họa bị đe dọa từ phương Bắc. Do Việt Nam có vị trí cửa ngõ, yết hầu, làm bàn đạp tấn công các nước này. Đến khoảng thế kỷ 11, nhà Tống đã từng có chủ trương tiến đánh xuống phía Nam và làm chủ vùng Đông Nam Á để giải tỏa căng thẳng về lãnh thổ do bị Liêu và Tây Hạ áp bức. Tuy nhiên, nhờ vào chiến thắng của nhà Lý, Đại Việt mà Biển Đông và các nước Đông Nam Á đã được yên bình. Đến thời của đế quốc Mông Nguyên, Việt Nam nhờ 3 lần đại thắng mà lần này đã cứu cả châu Âu, Đông Nam Á và Nhật Bản. Năm 1258, Mông Cổ muốn tiến đánh Việt Nam để lấy đà tấn công Nam Tống, nhưng thất bại. Đến năm 1285, Đại Việt một lần nữa phá tan tham vọng thôn tính Đông Nam Á của vó ngựa Hốt Tất Liệt. Năm 1288, sau khi lưỡng lự lựa chọn giữa Nhật Bản và Đại Việt, Hốt Tất Liệt đã quyết định chọn Đại Việt. Vậy là Việt Nam xem như đã đỡ cho Nhật được một cú cực mạnh, vì quân Nguyên lần này lên đến hơn nửa triệu quân, được xem là đông đảo nhất trong các cuộc xâm lăng của Mông Cổ. Một lần nữa, quân Nguyên lại đại bại. Cũng vì tổn thất lớn, cộng với việc các cuộc chiến với Đại Việt đã gây suy giảm lực lượng, câu kéo nhiều thời gian, giúp Tây Âu đã có thêm thời gian để chuẩn bị, cũng như khiến Mông Cổ lục đục nội bộ. Đại Việt lúc đó tuy nhỏ bé, nhưng đã cứu Đông Nam Á, Nhật Bản và đặc biệt là châu Âu. Nhờ đó mà trong suốt những thế kỷ tiếp theo, vì không bị tàn phá bởi chiến tranh, nên Tây Âu đã có điều kiện tốt nhất để phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Đến thời hiện đại, Việt Nam nhờ thoát khỏi sự xâm lược của nhà Thanh, nên trong 4 thế kỷ, âm mưu từ xa xưa của người Trung Hoa là tiền Nam hậu Bắc, nghĩa là chinh phạt phía Nam trước rồi tới phía Bắc đã không thực hiện được. Trung Quốc đã không thể tiến xa hơn về phía Nam. Nhờ không bị ảnh hưởng nên các nước ở Đông Nam Á đã phát triển được một nền văn hóa rất riêng và rực rỡ. Về phần biển đảo, Việt Nam nằm dọc theo Biển Đông, nên chính sách đường lưỡi bò vô lý của Trung Quốc đã hoàn toàn vô căn cứ. Theo luật Công ước về luật biển năm 1982 quy định chiều rộng lãnh hải của mỗi quốc gia ven biển không vượt quá 12 hải lý, tức là 22.224 km tính từ đường cơ sở. Cụ thể về đường cơ sở mình sẽ nói thêm ở một video khác. Như vậy, Việt Nam cùng với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mới chính là anh cả trong Biển Đông. Hiện nay có 9 nước đang đánh bắt chung ở Biển Đông là Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Campuchia và Đài Loan. Theo ước tính sơ bộ, Biển Đông có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của khoảng 300 triệu dân các nước này. Như vậy, nhờ Việt Nam mà hơn 300 triệu người dân đã có kế sinh nhai, thu nhập. Trong một tờ báo Trung, cộng đồng mạng Weibo đã từng nói rằng bản đồ Trung Quốc trông như một con gà trống đang vươn cánh bay. Việt Nam chỉ nhỏ như cái chân gà mà thôi, nên nếu không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Mình thừa nhận là Việt Nam so với Trung Quốc như chân gà và con gà thật. Nhưng chính vì không có cái chân gà đó mà cánh gà của Trung Quốc không vươn được đến châu Âu, đầu gà không nuốt được Nhật Bản và không đẻ được trứng đến tận Indonesia. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video.